Độ rụng trứng của em thì nó cũng không có được giống phụ nữ bình thường. Nên em cứ nghĩ là chắc là em không có bầu được. Nhưng mà cuối cùng là em có bầu. Mà đi đi khám thai mà bác sĩ siêu âm đầu dò nó, ủa sao đâu có thấy em bé đâu, nhưng mà thử que thì lại thấy hai vạch. Về là em phải đi vô bệnh viện khám lại lần nữa là mới biết là em có bầu chứ chắc chắn luôn á. Cái lúc mà mình phát hiện ra mình có bầu á, cảm xúc lo không? Em lo về phần của ba em nhiều hơn. Tại vì từ nhỏ là ba em rất là thương em. Và ba em thấy tại sao mà không có cưới mà lại có bầu. Nhưng mà có làm giấy kết hôn. Lúc đó là em không có nói với gia đình. Em thường những cái chuyện gì của em là em sẽ giấu thôi. Thì lúc đó ba em nằm bệnh viện, em thì bị ngén, em ở nhà không mà. Chồng em phải đi vô bệnh viện nói cho ba em biết. Ảnh và anh nói là ba chỉ im lặng thôi mà. Xong rồi có một ngày sau là khi mà ba em ra viện á, ba em gặp em mà khóc. Ba em hoàn toàn không biết là nhà chồng không thích em. Chắc là tới bây giờ ba em mới biết. Hôm nay em nói chuyện này là em muốn xin lỗi ba em vì em đã giấu. Ba em á là lúc nào cũng muốn là tụi em sống hạnh phúc hết á. Nhưng mà em lại chọn cái cách là em sống theo ý của mình mà không có làm đám cưới. Em làm cho ba em mất mặt. Tại vì lúc em mang bầu bé đầu á. Em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Tô Linh Nghi. Năm nay em 27 tuổi, là mẹ của hai em bé. Bé lớn là 23 tháng tuổi và bé nhỏ là hiện tại là 8 tháng tuổi. Em đang làm kinh doanh online ở nhà. Đây là một cô bé nội trợ rất là giỏi nha chị nha. Có một cái cửa hàng bánh nho nhỏ online. Rất là ngon, rất là dễ thương. Hàng chi stylist bữa nay cho mặc nguyên cái tạp diện. Đó rất là đúng tinh thần nội trợ bếp núc. Em bị trầm cảm sau sinh á, thì em mới tìm đến công việc làm bánh. Lúc đó thì mỗi tuần em chỉ là dành ra 1-2 ngày để làm thôi. Là mình có cả một cái kế hoạch để ứng phó với cái chuyện trầm cảm sau sinh hay là vô tình mà mình làm bánh cái mình thấy nó hợp? Dạ, không, lúc đó là tình cờ thôi. Sinh bé đầu tiên á là em bị trầm cảm rồi. Và lúc đó là em cứ ngồi em khóc hoài à. Rồi. Mà em biết, em nhận ra là em bị trầm cảm là do em coi chương trình của mình á. Vậy hả? Không, bây giờ khoan rồi. Đi, bây giờ đầu tiên là mình sẽ quay ngược trở lại hành trình đó. Là lần đầu tiên mà mình hay tin mình mang thai á, diễn ra như thế nào? Thực ra em với chồng em á, quen nhau là có 6 tháng thôi. Là chồng em quyết định là cưới em, dắt em về quê ra mắt ba mẹ. Nhưng mà lúc đầu là ba mẹ không có chịu. Lý do tại sao không chịu? Do là tụi em bị không có mồm ăn mồm đói. Cái... là do nhà của em á khó khăn hơn. Là ba mẹ của em không có sống chung, còn bên nhà chồng thì khá giả hơn. Cái môn đăng hộ đối này á, trong cái định nghĩa của nhà chồng mình á, là họ không có chấp nhận cái hoàn cảnh của em. Dạ, hay là ông bà quan tâm nhiều đến cái điều kiện kinh tế, hoàn cảnh của em và cả điều kiện kinh tế nữa. Điều kiện kinh tế là bởi vì mẹ chồng của em là bác sĩ, nên là khi mà hỏi thăm gia đình em á, nhà em ba mẹ chỉ là buôn bán bình thường thôi. Ba em có gia đình riêng rồi, ba mẹ ly hôn á. Thì khi mà mẹ chồng em nghe như vậy thì không muốn cho em cưới. Bà nói chuyện trực tiếp với em hay là em nghe lại từ chồng? Bà nói riêng với em. Mà trong cái cách nói của cô thì là cô có dằn hắt mình không, hay là cô bày tỏ cái nỗi lo của cô về cái điều đó? Dạ có, bày tỏ về cái nỗi lo. Vài câu là hơi chê. Lúc đó là em về thì em có không có muốn cưới. Nhưng mà chồng em thì rất là muốn cưới em á. Giai đoạn đó nó diễn ra như thế nào? Chồng em dắt em về quê 2-3 lần để xin cưới á. Tới mức mà anh rồi để đợi ba mẹ đi ra khỏi nhà rồi đi kiếm cái hộ khẩu để mà mang vô đi đăng ký kết hôn với em. Khi mà mẹ chồng em nói chuyện với em về cái cuộc hôn nhân của tụi em, lúc đó cái cảm giác em như thế nào? Mẹ chồng em nói vậy em chỉ im lặng thôi. Em lắng nghe lời mẹ nói xong rồi em chỉ nói là để con nói chuyện lại với anh. Em về thì em nói với chồng em chắc là em không cưới. Bởi vì mẹ anh không thích em vậy thì cái cuộc sống của em sau này nó sẽ khó khăn lắm. Mà ảnh rất là bảo vệ em. Anh nói là anh có thể từ bỏ gia đình ảnh. Những cái lời đó mà chồng nói với mình á, là lúc đó mẹ chồng đã nghe chưa, hay khi tập này phát sóng mẹ mới biết? Đây là lần đầu tiên em nói. Trước giờ là em chỉ giữ trong lòng. Lúc đó suy nghĩ của em như thế nào? Em chỉ nghĩ là
nếu mà em là mẹ chồng em á thì em cũng sẽ như vậy, bởi vì cưới một cái người vợ mà có cái hoàn cảnh như vậy á sẽ khổ cho con của mình. Em không có một chút oán hận nào hết. Thực sự thì chị cảm ơn em á, chị cảm ơn em vì cái suy nghĩ đó. Tại vì á, những cái câu chuyện mà chúng ta nói với nhau về cái việc môn đăng hộ đối á, thông thường sẽ có một cái người bị chỉ trích, mà cái người bị chỉ trích nhiều nhất thường là người lớn, là các ông bố bà mẹ. Nhưng thực sự chúng ta hãy công bằng với cái vai trò làm bố mẹ. Ở đây cái chuyện một cái cuộc đời nó xấu hay nó tốt nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều thứ. Và cái hoàn cảnh của em khi đến với chồng em nó không phải là lỗi của em. Nhưng bây giờ nếu như chúng ta đặt chúng ta ở vị trí của mẹ chồng, chúng ta sẽ hiểu rằng là tôi có một bầu trời nỗi lo về tương lai của con tôi. Bà không cho rằng em là một cô gái xấu, nhưng xung quanh em là những thông tin quá bất lợi cho em. Và điều đó làm cho cái việc bà cảm thấy là nếu như phòng ngừa được ngay từ đầu thì thôi chuyện này đừng nên xảy ra. Và đó nó tạo nên những cái sự ngăn cấm của nhiều ông bố bà mẹ, trong đó có mẹ chồng em. Cho nên chị cảm thấy cảm ơn em vì cái suy nghĩ rằng là mình hiểu tại sao mẹ chồng mình lo. Điều đó làm cho em có thể dễ chịu phần nào với cái kết nối sau này với gia đình chồng của mình. Em cũng rất là cảm ơn bạn vì cái hướng suy nghĩ của bạn về gia đình của mình. Nó cũng không mang một cái tính tiêu cực nào hết. Bởi vì rất là nhiều các bạn trẻ khi mà rơi vào trường hợp như em là quay ngược lại oán giận cha mẹ của mình. Tại vì cha mẹ cho nên là ngày hôm nay con mới không có được cái hạnh phúc này. Rồi sau đó thì sao? Tụi em quyết định về sống chung luôn. Là cái chuyện mà đi ăn trộm hộ khẩu để làm giấy kết hôn là thành công mỹ mãn. Dạ đúng rồi. Là về làm giấy kết hôn và tụi em sống chung với nhau được 4 tháng. Tự nhiên em mập ra, chồng em mới kêu là đi mua que đi, anh thấy là có bầu rồi đó. Mà lúc đó là em có bầu được 8 tuần rồi. Nó không có dấu hiệu gì hết á. Nên là em không biết. Cái dấu hiệu đầu tiên là mất kinh chứ em sao lại không có dấu hiệu? Tại vì kinh của em á, là trước đó em bị cường giáp. Nên nó không đều. Dạ đúng rồi. Và bác sĩ có nói với em á là em chỉ có 20% có thai thôi. Tại vì em đang uống thuốc á, cái độ rụng trứng của em thì nó cũng không có được giống phụ nữ bình thường. Nên em cứ nghĩ là chắc là em không có bầu được. Nhưng mà cuối cùng là em có bầu. Mà đi khám thai mà bác sĩ siêu âm đầu dò nó, ủa sao đâu có thấy em bé đâu, nhưng mà thử que thì lại thấy hai vạch. Về là em về đi vô bệnh viện khám lại lần nữa là mới biết là em có bầu chứ chắc chắn luôn á. Cái lúc mà mình phát hiện ra mình có bầu á, cảm xúc lo không? Em lo về phần của ba em nhiều hơn, tại vì từ nhỏ là ba em rất là thương em. Ba em thấy là tại sao mà không có cưới mà lại có bầu, nhưng mà có làm giấy kết hôn. Lúc đó là em không có nói với gia đình. Em thường những cái chuyện gì của em là em sẽ giấu thôi. Thì lúc đó ba em nằm bệnh viện, em thì bị ngén, em ở nhà không mà chồng em phải đi vô bệnh viện nói cho ba em biết. Ảnh và anh nói là ba chỉ im lặng thôi mà. Xong rồi có một ngày sau là khi mà ba em ra viện á, ba em gặp em mà khóc. Ba em hoàn toàn không biết là nhà chồng không thích em. Chắc là tới bây giờ ba em mới biết. Hôm nay em nói chuyện này là em muốn xin lỗi ba em vì em đã giấu. Bà em á là lúc nào cũng muốn là tụi em sống hạnh phúc hết á. Nhưng mà em lại chọn cái cách là em sống theo ý của mình mà không có làm đám cưới. Em làm cho bà em mất mặt. Tại vì lúc em mang bầu bé đầu á, là lúc mà 4 tháng á thì bị nhức cái xương mà nó ngộ lắm, là bác sĩ nói là em phải uống canxi thì em mới không có bị. Đúng. Nhưng mà hôm đó em uống vô thì em lại bị. Và em thử hai lần là khi mà em uống vô là bắt đầu em bị nhức. Mà em không cử động được. Trong vòng 10 ngày là em nằm một chỗ. Rồi lúc đó mẹ chồng em thì sao? Ba con mẹ biết chồng chưa? Em không biết. Là hai vợ chồng chịu đựng với nhau thôi. Không có nói với ai hết. Là chồng em phải làm tất cả mọi thứ cho em, giống như là chăm một cái người bị sống thực vật vậy, giống vậy. Chỉ có điều là em có thể nói chuyện tỉnh táo là, mà ảnh hỏi em là có khát không rồi đút nước xong. Em cũng không dám uống nước nhiều vì em sợ em sẽ đi vệ sinh thì sẽ phiền ảnh nữa. Là chồng em nửa đêm đang ngủ mà nghe em mới kêu chồng cái lật đật nhắm mắt em mũi bớp cho vợ. Là mới có chồng đây. Anh chở em đi bệnh viện thì bác sĩ cũng không dám làm gì em hết á. Bởi vì người ta không biết lý do tại sao luôn mà em lại đang mang thai nữa.
cứ phải chịu đựng cái cơn đau. 10 ngày đó là chồng em phải là tắm gội cho em, dạ, lau mình cho em, dạ, rồi làm đúng, vệ sinh cho em. Dạ, anh thay đồ cho em luôn. Đúng nghĩa vợ chồng Tàu Khang luôn. Đúng rồi đó chị, tại vì cái câu chuyện của bạn này nó rất là đặc biệt, là bởi vì hai bạn này chỉ quen nhau chỉ có 6 tháng thôi. Đúng rồi. Là quyết định về ở với nhau, rồi sau 4 tháng là có bé, có bầu. Vỏn vẹn là chỉ có 10 tháng để tìm hiểu nhau. Nếu như cái câu chuyện mà nó suôn sẻ thì nó lại khác, nó lại rất là vui, rất là thoải mái, và bạn sẽ cảm thấy là ừ, mình quyết định đúng khi mà mình chọn người này. Nhưng cái câu chuyện nó lại khác đi, nó lại là một cái hành trình gọi là rất là gian nan. Nhưng ở một góc nhìn khác thì em sẽ thấy như vậy, đó là hoàn cảnh này càng giúp chúng ta thuận lợi trong việc chứng minh rằng là mình có tin đúng người hay chưa. Đó, đúng. Nhưng mà với em thì em không có cần phải hoài nghi gì nữa hết á. Chả có vụ lợi được cái gì hết, không có cái gì vui sướng trong trường hợp này, nhưng mà người ta vẫn tận tụy như vậy. Thì đây, chân ái là đây, đây rồi. Vậy thì trong quá trình mang thai á, em có bị nghén hoặc là em có trở nên khó khăn trong các cái vấn đề về thì sức khỏe và các vấn đề khác thì sao? Cái bé đầu tiên thì em bị nghén rất là nhiều. Ngày nào em cũng ói từ sáng đến tối hết á. Rồi không ăn uống được gì hết. Em ói mà ảnh ngồi ảnh khóc giùm, ảnh xót quá. Đến khi nào thì em mới hết nghén? Em nghén tới lúc sinh luôn á. Rồi em ăn cái gì để em nuôi con? Em ăn xoài, một ngày là em ăn ký xoài. Nên là nó tên rồi là bác xoài. Sĩ có gào lên là em ơi xoài rất là nhiều đường không? Dạ không, em không có nói cho bác sĩ nghe. Rồi với bác sĩ nghe rồi bác sĩ cũng gào thét vật vã. Rồi đứa sau tên gì vậy? Dạ, đứa sau tên bánh bao rồi. Đã hiểu rồi luôn ha. Tôi tự hiểu là đứa sau chỉ ăn bánh bao. Chồng em thích ăn bánh bao nên là mỗi ngày anh cứ đi mua cái bánh bao về ăn là em ăn chung. Và đặt tên nó là bánh bao. Mỗi cái tên đều có một vấn đề lịch sử trước đó. Nhưng mà tới 5 tháng thì lại có thai em bé thứ hai. Là lúc đó em phải xin sữa của chị hai em để cho con bé đầu nó uống. Lúc đó là em hút ra chứ em không có cho bú trực tiếp. Em cho uống sữa mẹ tới 7 tháng. Thì đi khám lại á, bác sĩ nói là em bé ở trong nó bị suy dinh dưỡng. Nó không có lớn. Là do đã hút hết trước ra cho bé kia rồi. Em mới kiêng dần dần là không có cho uống sữa mẹ nữa. Đổi sữa ngoài và xin thêm sữa mẹ của chị hai em. Nhưng mà lúc đó em có sợ hay không, khi mà mình lấy chồng mình đã không được sự đồng thuận của gia đình chồng, mình sanh bé đầu tiên cũng không nhận được cái sự chăm sóc nhiều, nếu mà mình sanh thêm một đứa nữa thì nó sẽ có rất là nhiều khó khăn. Em không có sợ về cái áp lực kinh tế, bởi vì em nghĩ là em đủ khả năng em nuôi cả nhà được. Rồi chồng em thì rất là giỏi, rất là chịu khó. Thì em không có sợ cái việc mà không có ai phụ mình. Em nghĩ là em với chồng em là đủ rồi. Với lại em chỉ cần mỗi chồng em, em mới quyết định sinh thêm. Bé thứ hai thì em thèm ăn cay với chua nên ngày nào cũng phải bắt chồng để mua canh kim chi về cho ăn. Mà bé thứ hai thì do là em vừa buôn bán, vừa chăm con nhỏ, thường bị động thai á. Là bác sĩ lúc mà 28 tuần là bác sĩ nói là phải cẩn thận, không thôi là nó sinh non. Bây giờ mình kể chi tiết cái lúc mà mình đi sinh đi nè. Lúc mà em đi sinh chồng em á là designer, khách hàng đặt vẽ rất là nhiều mà ảnh thì không có thời gian, thì em phải đi ra đi vô bệnh viện một tuần mà tới 3 lần là nở 2 phân rồi, nhưng mà đi không vô sinh. Bệnh viện tư á, họ kêu em là phải mổ. Họ nói nó không nở nữa. Là cái tụi em này xách nhau đi về tại vì em muốn sinh thường. Khoảng 2 tuần sau rồi, em nói với chồng là sao bây giờ em cái chân của em nó nặng quá, em đứng dậy em rất là đau. Thì chồng em đang đi làm, lần lượt chạy về đưa vô bệnh viện. Thì bác sĩ kêu là thôi nhập viện đi, tối cho sinh. Em không bị vỡ ói cũng không nở ra nữa. Họ bấm ói cho em. Chồng em thì vẫn ngồi ở ngoài phòng chờ sinh vẽ cho kịp. Ở trong này á, bác sĩ thấy em mà sao không có nở cổ tử cung gì hết, mà bấm ói chảy ra hết rồi vẫn không có sinh được. Cái bác sĩ nói thôi bây giờ là 10 phút nữa mà không ra là cho đi mổ. Nhưng mà em phải ký một cái giấy là em phải chịu trách nhiệm mà em đã bị dị ứng thuốc. Em không thể truyền mấy cái thuốc giảm đau vô người kháng sinh nữa. Mà may sao là 5 phút sau là con em tự nó chui ra luôn. Em có nói chuyện với con, em có nói trời ơi con ơi mẹ con em nó siêu hợp tác, con không biết hoàn cảnh. Trùng hồng một cái là em vừa sinh nó ra là chồng em cũng cái giờ đó là anh vừa vẽ xong cho khách. Rồi gia đình hợp tác với nhau dễ sợ luôn. Trời. Phải như vậy đó, cũng phải còn niềm vui trong cuộc đời này chứ. Em trong cái lúc mà mình bấn loạn mấy tiếng đồng hồ ở trong phòng sanh á, lúc đó là có được cầm điện thoại để mà nhắn tin cho chồng không? Dạ không.
lúc đó bác sĩ đẩy em vô là bên này có ba mẹ bầu nữa. Em hỏi mà bác sĩ cũng không thèm nói chuyện với em nữa, lại bận quá. Tại vì mọi người nói với em là em không có được tiêm gì hết á. Em cứ nằm đó, khi nào em muốn đẻ thì em đẻ thôi, là mọi người không quan tâm tới em luôn. Lúc đó là suy nghĩ của mình chắc như một mớ bồng bông á. Em thì lo cho chồng nhiều hơn, tại vì chồng em chạy đi lai nhiều ngày á, em sợ là ảnh mệt quá, chỉ lo vậy thôi. Còn cái mình đau thì em nghĩ là mình chịu được, nhưng mà may mắn là cuối cùng là cũng sinh được gọn 5 phút là xong rồi. 2 trong 1 nha chị. Đẻ được cái chồng xong đít lai luôn. Đúng rồi, ngon luôn. Xong hỷ lâm môn rồi. Còn lần sinh bé thứ hai thì như thế nào? Lần sinh bé thứ hai thì lúc đó chồng em nói là lần này phải vô, không có nhận đơn vẽ nữa. Nhưng cuối cùng thì vẫn bị dính, tại vì nó chui ra sớm hơn dự định. Là 35 tuần là đi ra rồi. Nhưng mà anh nói là thôi dẹp, đi vô phòng sinh với em. Em thì lúc có bầu bé sao thì em cực kỳ thèm uống nước ngọt, em uống hoài luôn. Xong rồi cái chồng em đổ cái nước ngọt vô cái ly giữ nhiệt á, giấu bác sĩ bỏ cái túi đem vô phòng sinh. Trời ơi là trời. Nguy hiểm không chị? Ê, có những cái câu chuyện mà bữa nay tất cả các bên đều mới biết rằng là mới vỡ lẽ ra về cái đôi trẻ này. Đúng rồi, bây giờ bác sĩ mới biết là em đem nước ngọt vô phòng sinh gia đình á. Rồi em nói chồng ơi đau bụng quá, với lại em mắc ói. Hai chồng em đút miếng coca cho em là im. Cái đau như lại cần chừng 10 cơn á, là cứ uống 10 hớp nước. Là cái bác sĩ vô là hỏi là bây giờ muốn đẻ chưa? Ok là đẻ mà. Và hút miếng coca trước rồi muốn đẻ. Nói chung thì nghe chơi vậy thôi nha quý vị, chứ cũng hãy cố gắng tuân thủ những cái khuyến cáo y khoa. Bởi vì phải có lý do thì người ta mới khuyến cáo mình như thế. Đôi khi em hên, ngoại lệ, em uống 10 hớp coca mà em không bị gì vậy thôi. Tại vì em không hiểu sao là lúc mà em sinh bé thứ hai em lại mắc ói. Lúc mà đo tim thai ở ngoài á, là em đã ói hết 2 cái túi luôn rồi. Mà em không bị đau bụng, em chỉ hơi đau lưng thôi. Mà cái miệng em nó cứ rung cầm vậy đó. Rồi vô phòng sinh á, thì cũng lại bấm ói nữa, là bắt đầu mới đau bụng hơn xíu, là em bé sinh ra rất là dễ luôn. Khi em sinh con á thì mẹ chồng vô nhìn em bé đầu tiên á, xong rồi sao cái mũi nó xấu quá vậy, không có giống đứt gì hết á, thì em cảm thấy là tổn thương. Dạ đúng rồi, em chỉ mới từ phòng sinh ra thôi là em đã nghe cái câu đó, mà em không biết là mẹ chồng của em có biết là mấy cái lời mẹ nói là khiến em bị buồn không. Đó là cái nguyên nhân mà đến tận bây giờ em không thể gần gũi được với mẹ chồng. Thực ra ở một góc nhìn khác thì mẹ chồng cũng sẽ rất khó để gần gũi với em. Lúc mà về thì chồng em có nhờ mẹ chồng vô phụ. Mẹ ruột từ nhỏ là không quan tâm nhiều rồi. Lúc em sinh con thì mẹ em chỉ vô nhìn cái trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà cũng bấm điện thoại chơi đó, nhờ nấu cơm thì mang cơm vô để đó cho em, không có quan tâm em nhiều á. Hoàn toàn là chồng em chăm em hết. Người ta nói phụ nữ sau sinh thì không nên ăn mỡ, nhưng mẹ chồng em là lấy mỡ nấu với rau cho em ăn, và cho em ăn trứng chiên. Nói chung là không có chăm tốt á. Lúc đó em bỏ ăn cơm luôn, thì sau đó chồng em mới tự nấu cơm cho em ăn. Chị đang hình dung ra một cái cuộc sống của em ở cái thời điểm đó, chắc có chị nghĩ là nó kinh khủng lắm. Tại vì bản thân mình đã không nhận được cái tình cảm của mẹ ruột. Cái lúc mà mình sanh nở là cái lúc mình yếu ớt nhất, mình cần tình thương nhiều nhất, nhưng mà mình lại không nhận được cái điều đó từ hai người mẹ. Rồi lúc đó em phải sống như thế nào? Sinh bé đầu tiên mặc dù là đang cho con bú, nhưng mà em thường xuyên ăn mì gói. Tại vì chồng em thì hơi bụng về, nấu ăn lúc đó chưa ngon, em ăn không nổi, em cứ kêu mua mì gói về nấu ăn. Mỗi ngày đều phải mua nghêu luộc. Em cảm thấy em ăn món đó em ngon miệng hơn là em ăn được. Rồi có đủ sữa cho con không? Dạ có nhiều. Vậy thì giải quyết cái câu chuyện đó bằng cách nào? Mẹ em ở đó 2 tuần, thì chồng em thấy em không chịu đựng được á, chồng mới kêu là mẹ đi về. Thì sau đó là hai vợ chồng ở với, tự chăm nha. Trong 2 tuần mà mẹ em ở với em á, nó có căng thẳng không? Tại vì em không có thể hiện nên là chắc là mẹ em không biết. Có lẽ là đến bây giờ khi xem chương trình mới biết là trong lòng em lúc đó là bị áp lực từ mẹ. Em nghĩ là có thể là tính mẹ như vậy nữa, nên là muốn giận cũng không giận được, thôi mình cứ chịu đựng. Chồng em có làm gì không? Anh không có cố gắng để tụi em với mẹ em hòa thuận, mà anh chỉ cố gắng là tách em ra khỏi mẹ chồng á. Tại vì anh sợ mẹ chồng làm tổn thương em á. Chị rất là tò mò về cái giai đoạn mà anh ấy chăm em và cũng như là chăm con nó như thế nào. Hiện tại là chồng em chăm con hoàn toàn luôn á.
là chồng cho con ăn, nói chung là chồng em làm hết mọi thứ. Sáng là dậy tắm cho con, nấu cơm cho vợ ăn. Em cứ ngồi hút sữa yên ở đó đi, cả thế giới thì anh lo. Con cần thay tã gì là ảnh làm hết, rồi nó khóc là anh cũng dỗ. Em hút xong rồi em để đó là kêu chồng ơi là anh đem đi rửa. Còn với đứa thứ hai thì là ảnh chia ra là bé trai ở trên lầu với ảnh, em với bé gái ở dưới. Sáng cái ảnh dậy cho bé trên bú, xong rồi xuống đây là đút bé này ăn, rồi tắm rửa, xong rồi em thì cứ việc là ngồi hút sữa và làm việc của em. Rồi chồng khuya, em sao đi làm? Khuya là ảnh ngồi ảnh vẽ. Con em nó khác với con nít khác là cả hai đứa đều ngủ tới trưa mới dậy. Ảnh cũng sẽ được ngủ tới trưa giống nó, mà nó dậy là ăn uống đó mà. Mấy cha con lại chơi với nhau. Với cái công việc của em và chồng em là dạng làm freelancer đúng không? Yeah. Design. Công việc của mình thì cũng rất là chủ động về thời gian. Có khi nào con mình nó khóc rồi nó không ngủ, không theo ý mình để rồi rất là rối ren trong cái việc chăm con không? Dạ có, là cái bé thứ hai á, bởi vì cái bé đầu nó quá dễ, nó rất là nghe lời mình, kiểu như nó chỉ cần cho ăn và ngủ, rồi nó mà muốn quậy thì đưa đồ chơi là nó im ngay. Xong rồi còn cái bé sau thì rất là thích mẹ. À, nếu mà không nhìn thấy em mà nó sẽ khóc. Em cảm thấy bị căng thẳng. Tại vì có một khoảng thời gian á, sau sinh khoảng bé thứ hai được 3 tháng thì chồng em bắt đầu công việc đi ra ngoài để em với hai đứa nhỏ, và em còn phải buôn bán nữa. Lúc đó em bị stress. Em bắt đầu em la lên với hai đứa con. Mẹ chết đi cho rồi. Em có thấy hối hận không khi mà mình trút lên con? Lúc đó em có nói với chồng là hôm nay em nói với con như vậy á, em thấy buồn quá nha, chồng em đang ngủ với em mà không có sao hết, mai mốt em đừng dậy nữa là được rồi. Chồng em lúc nào cũng an ủi em hết á, em có chuyện gì em chia sẻ với ảnh đều được giải tỏa hết. Có lần em ngồi ở nhà với hai đứa và em lấy dao em rạch cái tay của em. Nhưng mà không hiểu tại sao chồng em cảm nhận được á, là sau đó ảnh đang ở quán cà phê mà ảnh chạy về, vừa lúc đó mình đang cầm để mình gạt thôi, là ảnh đã mở cửa ra mà mặt rất là hốt hoảng. Nhưng mà sau đó em mới biết ảnh mở camera ngay góc tường chiếu xuống. Bà này bà cũng drama, bà kể chuyện ban đầu rất nguy hiểm nha Lan. Là em trầm cảm, em định gạch tay, em chẳng biết sao chồng em cảm nhận được. Tại vì bà chú bằng câu là chồng em coi camera. Em cứ luôn tưởng là camera nó tắt rồi. Chị cũng bị rối loạn cảm xúc với em luôn. Sau đó thì em mới tìm tới việc làm bánh. Em làm cái này em thấy em thoải mái hơn. Thì bắt đầu em làm những cái bánh nhỏ nhỏ, em bán cho người quen, như mọi người giới thiệu với nhau. Thì hiện tại mỗi ngày là em làm mấy trăm cái bánh để em bán. Hết cơ hội trầm cảm luôn. Dạ đúng rồi. Mai mốt sẽ trầm cảm vì làm bánh quá nhiều trong ngày. Bây giờ thì đang bị thiếu ngủ trầm trọng vì việc làm bánh quá nhiều. Mỗi ngày là 15-16 tiếng. Chị hỏi thật là lúc mà em sinh bé xong, với tất cả những cái điều nó diễn ra như vậy, có bao giờ em gợn lên trong đầu em một cái suy nghĩ là mình có hối hận về cái quyết định của mình không? Dạ có. Em có nói với chị hai của em muốn ly dị. Bởi vì em cảm thấy em khổ. Nhưng mà chồng em có làm em khổ không? Chồng em thì không có làm gì em hết. Anh rất là tốt với em. Nhưng mà em cảm thấy là em đang bị đối xử. Rồi em cũng làm khổ ảnh nữa. Vì ảnh cưới em thì gia đình bên đó không có thích. Em cảm nhận được là em không hòa nhập được khi mà em gặp gia đình chồng. Lúc nào em cũng ngồi một góc. Khi mà mình ngồi một góc như vậy á, cái diễn biến của nó là bởi vì mọi người không tới bắt chuyện với mình, hay là trong những cái câu chuyện mà mọi người nói với nhau, mình không có cái dữ liệu nào, mình không có cái lời nói nào để mình có thể cùng với mọi người bàn về cái câu chuyện mà mọi người đang nói. Đúng, giống như chị là nói. Trường hợp thứ hai. Dạ đúng rồi. Là tự nhiên mình cảm thấy đây là những điều rất là xa lạ với mình. Dạ. Cái cuộc sống của mọi người khác với gia đình em. Vì em sống ở khu lao động mà, còn nhà chồng thì có học thức hơn. Em rất là khó để tiếp cận với mọi người. Lúc đó mình giận mọi người hay mình giận bản thân? Em chỉ thấy tủi thân. Tính ra trong câu chuyện của bạn này thì mình cảm thấy mình rất là cảm ơn bạn chồng. Đúng rồi. Bạn chồng quá tuyệt vời. Thực ra chị nghĩ là cũng vì bạn chồng tuyệt vời cho nên là bạn ấy mới nhắm mắt đưa chân với rất là nhiều những cái quyết định. Nó ngay từ đầu đã cho thấy nó không có thuận lợi. Thì đó, cái nỗ lực của người chồng là một cái nỗ lực rất là lớn để bạn đó có thể đi tiếp với cái cuộc hôn nhân này. Nhưng mà ơn trời là em có một ông chồng thật sự thiện chí với cái việc kết hôn cùng em, đi cùng với em, xây dựng một gia đình với em. Nó chứng minh trong suốt hai cái lần sinh nở của em, chứ nó không phải là cái câu chuyện hứa cho có. Niềm tin là phải chứng minh, chứ không phải là hứa tin anh đi, tin anh đi. Tin anh mà anh không làm gì hết rồi em tin cái gì. Vậy thì
đến thời điểm này cái mối quan hệ giữa em và mẹ chồng của em nó ở cái mức độ nào? Thật ra em mỗi lần gặp mẹ chồng em cố gắng tự nhiên nhất có thể, mặc dù là em không có muốn nói chuyện nhiều quá, sợ. Hiện tại thì em có thể giao tiếp thoải mái hơn. Bây giờ công việc em rất là bận thì mẹ chồng em vô đây chăm cháu phụ. Như vậy thì theo chị sẽ cho lời khuyên như thế nào dành cho những bạn trẻ nếu như rơi vào trường hợp tương tự như bạn này? Thực ra cái lời khuyên của chị đó là phòng bệnh hơn trị bệnh. Có nghĩa là khi chúng ta trưởng thành từ một cái gia đình, chúng ta là người hiểu rõ nhất cái chuẩn mực của gia đình mình. Và nếu như mà bạn hiểu rõ nhất thì bạn buộc phải có những cái lựa chọn á, mà ở đó nó không tạo ra xung đột cho tương lai của chính bạn. Còn nếu như bạn nào cảm thấy không, em chỉ muốn chọn theo ý của em thôi, còn ý của những người xung quanh như thế nào em không quan tâm, thì cũng phải dám đón nhận trách nhiệm từ cái quyết định của mình. Đó, bởi vì bạn là người đã chọn. Cơ bản là chúng ta chịu trách nhiệm với quyết định của mình là được. Còn cái chuyện yêu hãy cứ quyết liệt, không ai cấm cản cái điều đó hết. Bây giờ với quá nhiều những cái nhân vật như vậy trong cuộc đời mình thì em sẽ dành cái lời nhắn nhủ của mình cho ai? Như là em muốn gửi lời tới chồng của em. Em rất là cảm ơn anh, bởi vì anh luôn luôn chia sẻ với em. Em thấy là em rất là may mắn vì em gặp được ảnh. Ảnh là động lực của em. Em muốn cùng chồng sống tới già luôn. Có một người nữa mà em muốn gửi lời nhắn tới là mẹ của em. Con không biết là mẹ có coi chương trình này không. Đã lâu rồi con không có gặp mẹ. Mà từ nhỏ thì mẹ cũng không có quan tâm tới con nhiều. Nhưng mà con lúc nào cũng nghĩ tới mẹ. Con mong là khi mẹ coi chương trình này á, mẹ sẽ thay đổi. Mẹ về, mẹ quan tâm tụi con một chút. Lúc em chỉ thèm được một cuộc gọi mẹ hỏi em là em bây giờ là sao. Nhưng mà mẹ em không có như vậy. Em cũng mong là con của em nó được cái tuổi thơ có bà ngoại giống như mọi người. Chị rất là bất ngờ. Rất là bất ngờ khi mà em chia sẻ cái câu chuyện về một cái góc khuất của cuộc đời em. Không ai chọn được nơi mình sinh ra. Nên dù như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là cái cuộc sống của em rồi. Nó cũng đã diễn ra rồi. Và em cũng nên cảm ơn là vì em được bù đắp rất là nhiều. Em đã có được một người thay mẹ chăm sóc cho em. Thì đó là một cái điều mà đối với chị thì chị cảm thấy nó rất là quý. Và chị cũng hy vọng là cả hai vợ chồng sẽ cố gắng cùng nhau để thực hiện được cái ước mơ của em. Ước mơ của em nó rất là đơn giản, nhưng mà nó rất là khó. Rất là khó để chúng ta có thể nắm tay nhau đến suốt cuộc đời. Có nhiều thứ trong cuộc đời em mà mình không dùng chuyện đúng sai đây để nói được. Thực ra giống như chị Lan nói, mọi thứ đã diễn ra thì không thay đổi được. Chị chỉ hy vọng rằng là chúng ta hãy chủ động trên những gì mà mình tính toán được. Nó thuộc về cái sự quyết định của mình. Còn những cái kỳ vọng mà mình dành cho người khác thì hãy cứ kỳ vọng. Nhưng hiểu rằng là nó diễn ra như thế nào đôi khi mình không phải là cái người có thể xếp đặt. Cho nên mình cứ lạc quan với cái điều mà mình có trước. Mình tính toán được trước và mình thực hiện nó trước. Em xin nhắn gửi tới bà ngoại một tí xíu. Nếu như bà ngoại có xem chương trình, con cũng không biết là bà ngoại có cái điều gì đó khó nói hay không. Nếu như có khó nói thì con xin bà ngoại hãy cứ mạnh dạn nói, mở lòng ra, để một ngày nào đó con hy vọng là sẽ nhìn thấy hình ảnh gia đình có đầy đủ nội ngoại, vợ chồng con cái chung trong một cái khung hình. Thời gian thì cũng hết rồi. Rất là cảm ơn em đã chia sẻ cho chị cũng như là chị Tô Nhi A và khán giả của chương trình. Cái câu chuyện của em nó rất là nhiều cung bậc cảm xúc, và để cho chúng ta thấy được rằng là cái chân ái là nó còn và nó rất là hiện hữu. Và mọi người hãy cứ tin vào tình yêu của mình. Cảm ơn em rất là